Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình đang được phát trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và mừng xuân Quý Mão, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. Tại các nơi đến dâng hương, dâng hoa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tận dụng phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên Nguyễn Duy Năng và Trần Thị Đức tại huyện Phù Cử. Đảng viên Nguyễn Duy Năng hiện ở thôn Đình Cao, xã Đình Cao, đảng viên Trần Thị Đức hiện ở thôn Sĩ Quý, xã Nguyên Hòa. Cả hai đều sinh năm 1930 và được kết nạp Đảng năm 1949. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các đồng chí cùng gia đình đón xuân Quý Mão 2023 an khang thịnh vượng, sống trường thọ để chứng kiến sự đổi thay phát triển của quê hương đất nước, đồng thời nhấn mạnh nhận huy hiệu Đảng không chỉ là niềm tự hào vinh dự đối với cá nhân gia đình của các đồng chí mà còn là niềm vinh dự của cấp ủy các cấp. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tại huyện Tiên Lữ. Trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thế Giới, sinh năm 1929, vào Đảng năm 1949, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ thôn An Xá, xã An Viên. Đồng chí Trần Quốc Văn chúc mừng cá nhân và gia đình đảng viên, đồng thời nhấn mạnh đây là niềm vinh dự tự hào đối với cá nhân, gia đình và đảng bộ các cấp tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong đồng chí tiếp tục phát huy vai trò người chiến sĩ cách mạng tuổi cao gương sáng, vận động con cháu đóng góp để xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra, thăm, động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ trực Tết tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện thực hiện nghiêm túc lịch trực, không sử dụng rượu bia trong thời gian trực, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cấp cứu, không để xảy ra phàn nàn từ người bệnh cũng như các sự cố. Động viên chúc Tết đội ngũ cán bộ nhân viên y tế nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đồng chí chia sẻ sự khó khăn, vất vả, áp lực đối với lực lượng y tế thời gian qua. Qua đó cần bình tĩnh, bản lĩnh, có tình yêu nghề nghiệp để vượt qua các khó khăn, phát huy vai trò trách nhiệm cao quý của người thầy thuốc. Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc bảo đảm thường trực 4 cấp gồm trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng, trực chuyên môn, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ, tự vệ. Đề nghị các đơn vị chủ động đối phó với dịch bệnh, đặc biệt là tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và ngành y tế về phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, các cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí Tết đến xuân về, Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Lan, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định tổ chức chương trình Ngày hội mùa xuân với sự tham gia của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và 900 học sinh, cựu học sinh của nhà trường. Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, các trò chơi dân gian thu hút được sự quan tâm tham gia của các em học sinh như trang trí lớp học, thi bảy môn ngũ quả, tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học, thi gói bánh chưng, thi bắt gà, đập niêu đất, cướp cờ, nhảy bao bố, vân vân. Thông qua chương trình Ngày hội mùa xuân giúp các em học sinh hiểu hơn về Tết cổ truyền của dân tộc, qua đó giúp các em thêm tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp, phát huy năng khiếu nghệ thuật thẩm mỹ, ẩm thực, giáo dục, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Những ngày cuối năm, một số đối tượng lợi dụng các phương tiện xe tải, xe nhồi nhét khách để ngụy trang, vận chuyển một số mặt hàng cấm, thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và đặc biệt là các loại pháo nổ, pháo hoa. lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm soát các phương tiện chở hàng hóa để kiểm soát chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện vi phạm. Đặc biệt, thời điểm này, nhu cầu hàng hóa của người dân tăng cao. Đây là cơ hội cho các đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, xe chở khách quá số người quy định hay phóng nhanh vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông. Tại một số bến khách ngang sông như bến Đò Ngang Sông xã Bình Minh, bến khách xã Mai Động, cho thấy công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, chủ phương tiện và người dân tham gia giao thông đều ý thức trong việc vận chuyển hàng hóa cũng như chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông thủy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Dương Đình Nam là chủ gara ô tô Phương Nam cùng 4 cán bộ thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 1802D, địa chỉ km 150+800, quốc lộ 21, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định về hành vi môi giới hối lộ. Bước đầu, Công an tỉnh Nam Định xác định thông qua việc sửa chữa xe ô tô, Nam đã nhận tiền của chủ các xe vi phạm cơ giới thành thùng xe trái phép, sau đó câu kết thỏa thuận với cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới để bỏ qua lỗi vi phạm khi đăng kiểm xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật. Sau hơn 1 tháng ra quân, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến nay, Công an huyện Ân Thi đã thu hồi được 2 khẩu súng tự chế, 3 thanh kiếm và hơn 2 kg pháo cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác. Công an huyện đang lập hồ sơ bàn giao cho đơn vị chức năng để xử lý theo quy định. Thời gian tới, ngoài việc đẩy mạnh công tác vận động nhân dân, Công an huyện Ân Thi sẽ tăng cường công tác rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự, các đối tượng nghi vấn liên quan đến vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ để có biện pháp quản lý nghiệp vụ, đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí nguy hiểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tiếp tục chương trình với các tin tức thời sự quốc tế. Phó Tổng Giám đốc điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, bà Gita Gopinath nhận định tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể sẽ phục hồi nhanh trong năm nay. Bà Gita Gopinath cho biết, dựa trên tình hình dịch bệnh, đặc biệt là sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế liên quan đến COVID-19, kinh tế của nước này dự kiến sẽ tăng nhanh trở lại từ quý 2. Cũng theo bà Gopinath, nếu tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc trở lại mạnh mẽ hơn dự báo, điều này đồng nghĩa với khả năng sẽ có một đợt tăng về giá dầu hoặc năng lượng trong năm 2023. Liên Hợp Quốc dự báo Ấn Độ sẽ sớm vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm nay, mặc dù tốc độ tăng dân số của nước này đang chậm lại. Theo Liên Hợp Quốc, dân số Ấn Độ có khả năng vượt Trung Quốc ngay trong năm 2023. Hiện tại, dân số của Ấn Độ là 1.422.706.266 người, và dân số của Trung Quốc là 1.425.831.275 người. Ngoài ra, dân số Ấn Độ được dự đoán sẽ tăng đều đặn cho đến năm 2050. Kết quả là sau 27 năm, sẽ có 1.670.490.000 người sống ở quốc gia Nam Á này. Hơn nữa, với 27,3% dân số trong độ tuổi từ 15 đến 29, Ấn Độ là một trong những quốc gia trẻ nhất thế giới, trong khi Trung Quốc bước vào giai đoạn dân số lão hóa. Xin chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị và các bạn, vỏ trái cây, những mảnh vụn của rau củ quả vẫn có giá trị sử dụng và thậm chí có thể được sử dụng để biến thành những đồ trang sức. Đó là nhờ một sáng kiến của một công ty tại Hồng Kông nhằm thúc giục cộng đồng nâng cao nhận thức về chống lãng phí thực phẩm. Mặt của những chiếc vòng đeo tay này không phải là đá quý như chúng ta thường thấy, mà chúng được làm từ các loại nguyên liệu rất khác thường. Màu đỏ thẫm của chúng có được từ màu của vỏ trái thanh long. Không chỉ thế, vỏ của nhiều loại trái cây hay mảnh vụn của rau củ quả như cà rốt được tận dụng làm đồ trang sức. Đây là sản phẩm của một doanh nghiệp mang tên Waste Out Hong Kong nhằm kêu gọi tránh lãng phí thực phẩm, đồng thời mang lại sự kết nối cộng đồng và cơ hội việc làm cho những bà mẹ đơn thân. Lễ hội bắn cung Kyoto là một trong những sự kiện văn hóa thường niên đậm chất truyền thống tại Nhật Bản, diễn ra vào dịp năm mới. Năm nay, lễ hội này tiếp tục thu hút đông đảo những cô gái trẻ đến tham gia. Khoảng 50 cô gái trẻ trong trang phục dân tộc kimono tập trung đến ngôi chùa Sanzu Zangendo ở cố đô Kyoto của Nhật Bản. Với họ, việc góp mặt tại lễ hội bắn cung này như một nghi thức mang ý nghĩa đánh dấu cột mốc tròn 20 tuổi. Tại đây, những cô gái trẻ lần lượt bắn tên về phía những tấm bia tròn với đường kính 1 m ở khoảng cách 60 m. Họ tin rằng kỹ năng bắn cung tốt là một cách thức để chứng tỏ sự trưởng thành của mình. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.